Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ, hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, Bộ yêu cầu Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của ngân hàng nhà nước tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng để xảy ra tình trạng nhân viên ép buộc khách hàng mua bảo hiểm. Thưa quý vị, vào tuần này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cá trạch nước lên giai đoạn 2 dự án giúp tiêu thoát nước, cải thiện môi trường cho khoảng 14.900 ha. Dự án có quy mô 32,7 km với tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng. Dự án triển khai bằng nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 4.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố. Trước đây, từ năm 2002, giai đoạn 1 đã thực hiện các công tác như giải phóng mặt bằng, thi công nạo vét kênh thông tuyến dòng chảy, đắp bờ đất hai bên kênh, xây dựng các cửa xả thoát nước tại một số rạch nhánh. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, dự án bị ngưng trệ nhiều năm nay mới được tiếp tục. Thưa quý vị, tiếp tục mang tới cho khách hàng những trải nghiệm mới trên những hành trình bay xa hơn tới Nam Châu. Ngày 20 tháng 2, hãng hàng không Vietjet chính thức đón nhận và đưa vào khai thác tàu bay A330 thứ năm, bổ sung vào đội tàu bay hiện đại của hãng. Với thiết kế thân rộng cùng sức chứa 377 chỗ ngồi, tàu bay A330 không được mệnh danh là chim sẻ mập của bầu trời, sẵn sàng phục vụ hành khách trên các tuyến bay khám phá những miền đất mới ở khu vực và thế giới như Australia, Kazakhstan, Nhật Bản, Hàn Quốc và xa hơn tới Châu Âu. Bên cạnh đó, tàu bay A330 của Vietjet khai thác độc quyền hạng vé Skybus Business phong cách người dẫn đầu với khoang riêng và ghế nằm phẳng, không gian riêng để làm việc nghỉ ngơi, thực đơn organic đa dạng lựa chọn món ăn nóng tươi ngon cùng nhiều chương trình giải trí nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000m. 10 Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Ngày 20 tháng 2, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Israel đã ra mắt tàu hải quân không người lái đầu tiên do hai nước này hợp tác chế tạo. Con tàu trên được ra mắt ở ngoài khơi bờ biển Budabi trong khuôn khổ triển lãm an ninh hàng hải và phòng thủ. Tàu mặt nước không người lái này do hãng Israel Aerospace Industries và tập đoàn quốc phòng UAE hợp tác chế tạo. Tàu. tàu được trang bị các cảm biến và hệ thống hình ảnh tiên tiến, có thể được sử dụng để giám sát, trinh sát và phát hiện thủy lôi. Ngày 20 tháng 2. Một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Động đất xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 20 tháng 2 giờ địa phương và có thể cảm nhận được tại Syria, Ai Cập và Lebanon. Tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu, tâm chấn ở độ sâu 10 km. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suli Mừng cho biết, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 200 người được đưa đến bệnh viện. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hứng chịu trận động đất này chỉ hai tuần sau khi thảm quả động đất cướp đi tính mạng của hơn 47.000 người và tàn phá hàng trăm nghìn ngôi nhà. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng riêng tại nước này là 41.156 và con số này sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, 385.000 nhà chung cư đã bị hư hại hoặc hỏng nghiêm trọng, trong khi nhiều người vẫn đang mất tích. Thưa quý vị, viết về năm chàng trai đi xe sang dọn rác trên những dòng kênh đen kịt ven sông hay bên đường ở thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng cơn mưa tim của dân mạng. Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng liên tục trên 35 độ C nhưng năm chàng trai từ 23 đến 33 tuổi vẫn ngập lặng dưới dòng kênh đen đặc, rác phủ kín bốc mùi hôi thối ở quận Gò Vấp. Thành phố Hồ Chí Minh dọn rác khiến ai cũng thán phục. Ba ngày liên tiếp, nhóm quần quật từ trưa đến chiều tối nhưng vẫn chưa sạch rác. Chọn việc không giống ai, những chàng trai trẻ khiến nhiều người bất ngờ khi mỗi lần dọn rác nhóm đều di chuyển bằng ô tô đắt tiền. Trên dòng kênh đen đặt rác, bốc mùi hôi kèm hơi nóng hực, năm chàng trai vẫn lội sinh, lấy giỏ liên tục vớt rác bỏ vào bịch ni lông đen rồi truyền nhau chuyển lên bờ. Rác là thùng xốp, chai nhựa, vỏ bánh, ni lông, vật dụng gia đình, xác động vật đang phân quỷ. Đủ thứ với mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng phải lấy tay bịt mũi, nhưng nhóm vẫn dọn không chút nề hà. Anh Trần Tuyền, Thành viên nhóm khác vọng xanh kể, rác ở kênh thường ám mùi rất lâu, có khi dọn xong về tắm rửa chài rất kỹ mà móng tay, móng chân vẫn còn ám mùi. Từ năm thành viên chính thức, nay nhóm có thêm nhiều cộng tác viên tham gia. Nhiều điểm dọn xong người dân ra rối rít cảm ơn, mua nước mời uống, chúng tôi vui lắm. Anh Tuyền cho biết, nhóm năm thành viên ra đời hơn 2 tháng trước vì bắt trend trên mạng xã hội từ Indonesia và cả trong nước. Nhóm đi ô tô sang không phải để làm màu quay clip mà đó là phương tiện di chuyển hàng ngày của mọi người. Mới đây, thêm một thành viên gia nhập biết quay dựng clip nên đã quay các hình ảnh ở góc nhìn ấn tượng, kèm theo nhạc đăng lên mạng để người xem dễ tiếp cận. Chúng tôi đăng vì muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường. Mong mọi người cùng chung tay thì môi trường sống ở TP sẽ sạch đẹp hơn, anh Tuyền nói và cho biết thêm 5 người đều làm kinh doanh tự do hoặc bất động sản. Sau Tết, công việc chứng lại, có nhiều thời gian nên mọi người đi dọn rác từ 3 đến 5 điểm một tuần như vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh, bờ sông Sài Gòn, kênh Ba Bò. Anh Tuyền chia sẻ có nhiều trang trên mạng xã hội nhưng đây là lần đầu chúng tôi bắt trang vì thấy phù hợp và có ý nghĩa. Đang rảnh, chúng tôi làm được gì sẽ cố hết sức. Sắp tới công việc bận hơn thì có thể đi một đến hai buổi một tuần. Từ khi nhóm đăng clip, nhiều người hỏi để quyên tiền góp sức nhưng chúng tôi không nhận tiền, chỉ nhắn địa chỉ để ai rảnh cùng dọn rác chung. Anh Bảo Dương thành viên nhóm cho hay, ở những điểm ít rác thì nhóm làm một buổi là xong, nhưng có những điểm phải cả ngày, thậm chí nhiều ngày. Khó khăn nhất với nhóm là tìm xe vận chuyển rác đến điểm tập kết, những điểm dọn rác ban đầu là do nhóm tự tìm kiếm sau đó thì được mọi người giới thiệu không ít lần thành viên trong nhóm bị chảy máu vì quạch phái vật sắc nhọn trong đống rác dù vậy chỉ ít phút sau mọi người lại hối hả tiếp tục công việc với mục tiêu dọn ở đâu thì phải làm thật sạch sẽ anh dương nói dọn sạch nơi nào đó xong nhìn thành quả rác được gom gọn gàng nhóm đều rất vui dù không thể làm sạch được tất cả nhưng nhóm cũng truyền đi thông điệp chung tay bảo vệ môi trường ông phạm đắc tẩy 63 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 60, khu phố 7, phường 17, quận Gò Vấp cho biết dòng kênh nhóm khác vọng xanh dọn rác đổ ra sông Phạm thuật. Thời gian qua, rất ảnh hưởng cuộc sống nhưng tổ không dọn được vì không có kinh phí, lại nhiều người lớn tuổi. Mới đây tổ cũng phun thuốc diệt mũi ở kênh này phòng sốt xuất huyết, nhưng phun thì được vài ngày thôi mũi lại nhiều do rác tự động. Giờ mấy bạn trẻ này đến dọn mừng quá trời, xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, trên cung đường du lịch bụi đi qua xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La, chúng tôi không thể cầm lòng được trước cảnh cả một thung lũng qua đào bung sắc trong nắng xuân Tây Bắc. Nằm cách quốc lộ 6 chỉ khoảng 2 đến 3 km, nhưng để đi được vào thung lũng đào Lóng Luôn không đơn giản. Cung đường rất dốc và có nhiều khúc cua gấp nên một số du khách buộc phải gửi ô tô và xe máy ngoài quốc lộ 6 rồi đi bộ vào. Để tiết kiệm thời gian, du khách cũng có thể thuê xe ôm với các tài lái cừ khôi người bản địa để đi vào thung lũng. Đứng từ trên mỏm núi, sẽ thấy cả thung lũng rộng lớn thuộc bản sang cài, lóng luôn đang được rỡ sắc hoa đào. Anh Cành, một người làm dịch vụ trồng xe ở đây cho biết, khu thung lũng đào được dân trồng đã khá lâu, hầu hết là loại đào phai. Năm nay đào nở muộn nên đã qua Tết nguyên đáng gần tháng mà hoa vẫn rất đẹp. Đặc biệt, sau đợt mưa xuân kéo dài, gặp ngày nắng cả rừng hoa bung lụa đẹp là thường. Trên con đường mòn nhỏ xíu chạy xuyên qua thùng lũng, nhiều cô bé, cậu bé người mông hồn nhiên vui chơi, một vài cô gái còn diện bộ trang phục người Thái, người Mông để chụp ảnh, chết in cùng cảnh sát rừng đào. Thời tiết đẹp, hoa nở khoe sắc cùng sự thân thiện của người dân bản địa và có thể chụp ảnh thoải mái mà không mất phí dịch vụ khiến ai nấy đều mãn nguyện. Ngoài ra du khách có thể vào một số ngôi nhà giữa rừng đào của người Mông để nghỉ ngơi, ăn trưa. Chỉ cách Hà Nội 100 km, lóng luôn nằm trên cung đường từ Hòa Bình đến Mộc Châu. Du khách trước khi đến Mộc Châu thường dừng chân bên đường ngay lóng luôn để nghỉ ngơi thư giãn ngắm núi rừng và đặc biệt chụp hình khúc cua hình chữ S quyền thoại. Thời gian lóng luôn đẹp nhất là 3 tháng đầu năm khi mua cải nở vàng và hoa đào khoe sắc. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.